Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Quý khán giả Phạm Ngọc Minh ở Hà Nam gửi cho chúng tôi câu hỏi như sau. Sắp Tết rồi, em định mua xe crossover hạng B với số tiền khoảng 700 triệu phục vụ gia đình. Nhưng đồng nghiệp lại cứ khuyên nên tiết kiệm thêm, mua lên hạng C. Vậy cho em hỏi, dùng xe crossover hạng B cho gia đình có ưu và nhược điểm thế nào? Em có nên cố vay thêm hay tiết kiệm thêm không? Xét thấy đây là một vấn đề mà rất phổ biến và có thể cũng rất nhiều quý vị quan tâm. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi quyết định là sản xuất video này với chiếc xe Honda HR-V phiên bản G với giá bán 699 triệu đồng. Mời quý vị cùng tham gia và trải nghiệm với team Tiếp Ca chúng tôi. Vấn đề đầu tiên chúng ta cùng nhau thảo luận mà chắc hẳn là rất nhiều quý vị quan tâm, đó chính là chi phí sử dụng xe. Và chi phí đầu tiên đó chính là chi phí về nhiên liệu. Thì hầu hết các dòng xe hạng B tại Việt Nam hiện nay đều trang bị máy 1.5 lít nạp khí tự nhiên. Và chiếc xe này cũng vậy. Và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của chiếc xe này là khoảng từ 6 đến 6,5 lít trên 100 km địa hình hỗn hợp. Trong khi đó thì các xe hạng C sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng từ 7,5 đến 9 lít trên 100 cây. Như vậy là cứ 100 km thì chiếc xe này sẽ tiết kiệm khoảng 30 đến 50 nghìn đồng so với một chiếc xe hạng C. Từ đó chúng ta có thể tính ra rằng nếu như chạy khoảng 100.000 km thì chúng ta sẽ tiết kiệm khoảng từ 30 đến 50 triệu đồng tiền nhiên liệu. Sau chi phí về nhiên liệu sẽ là chi phí về bảo dưỡng. Theo khảo sát của chúng tôi thì một chiếc xe hạng B như thế này có cái chi phí bảo dưỡng sẽ tiết kiệm khoảng 20 đến 30% so với xe hạng C. Và tiếp đó là bây giờ đến phần chi phí thay thế phụ tùng, chúng ta cùng ra phía sau xe. Sự khác biệt rất lớn giữa Honda HR-V cũng như là các dòng xe hạng B khác so với xe hạng C chính là đây. Đây chính là cái chi tiết mà chúng tôi thường xuyên nhắc tới đây. Treo dầm xoắn phía sau. Kết cấu của cái dầm xoắn này cũng rất đơn giản, đó chính là một cái thanh hình chữ U liên kết giữa bánh xe bên trái và bánh xe bên phải. Và cái dầm xoắn ở giữa có cái độ mềm dẻo nhất định. Hệ thống treo này thực ra là khi mà di chuyển trên đường nhựa thì vẫn không vấn đề gì cả, vẫn rất ổn. Tuy nhiên khi mà di chuyển trên đường xấu, đường gập ghềnh thì độ ổn định thân xe sẽ không bằng treo độc lập đa liên kết trên nhiều dòng xe hạng C. Tuy nhiên hệ thống treo này cũng có một cái ưu điểm, đó chính là giảm chi phí bảo dưỡng. Cụ thể là hệ thống treo này gần như là không phải thay thế trong suốt vòng đời xe. Mà sau rất nhiều năm sử dụng, chi tiết duy nhất mà chúng ta có thể phải bảo dưỡng hoặc thay thế đó chính là cái gối cao su ở đây. Mà thay thế cái gối cao su này, chi phí sẽ gần như không đáng kể, chi phí rất thấp. Và chính vì kết cấu này cho nên là chúng ta gần như không phải cân chỉnh góc đặt bánh xe định kỳ. Trong khi đó, hệ thống treo độc lập đa liên kết trên các dòng xe hạng C thì sau khoảng 15 đến 20 vạn km có thể chúng ta sẽ phải thay thế, hoặc là có thể sẽ phải thay thế sớm hơn tùy theo điều kiện sử dụng. Ngoài ra thì các hạng mục phụ tùng khác của xe hạng B cũng có chi phí thấp hơn khá nhiều so với xe hạng C. Với chi phí sử dụng hợp lý, liệu người sử dụng xe hạng B có cảm thấy bị gò bó hay là phải hy sinh các khía cạnh khác không? Kích thước nhỏ gọn có thể khiến cho xe hạng B không thể hoành tráng hay là vạm vỡ như xe hạng C. Kích thước nhỏ gọn cũng có một cái ưu điểm, đó chính là chúng ta đi vào những ngõ nhỏ hoặc đi vào gara sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra thì chiều dài cơ sở của xe hạng C cũng sẽ lớn hơn. Mà chúng ta đã biết rằng là chiều dài cơ sở càng lớn thì độ ổn định thân xe sẽ càng cao khi mà chúng ta di chuyển trên đường cao tốc hoặc là đi đường trường. Tuy nhiên, một khía cạnh mà xe hạng B không hề thua kém xe hạng C đó chính là độ cao gầm. Cụ thể là độ cao gầm của chiếc xe này lên tới gần 200mm, thậm chí là cao hơn một số dòng xe hạng C. Và độ cao gầm tối ưu thì cũng là yếu tố thuận lợi để chúng ta có thể leo lên những cái vỉa hè hoặc là di chuyển vào những cung đường xấu nhẹ. Về không gian sử dụng thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào khoang trước. Ví dụ như chiếc xe này có độ rộng khoảng gần 1m8, có nghĩa là hẹp hơn khoảng 5cm so với một số dòng xe hạng C. Với thiết kế như vậy thì nhà thiết kế sẽ phải điều chỉnh một số những chi tiết để làm sao cho người sử dụng cảm thấy vẫn thoải mái nhất ở những cái yếu tố quan trọng nhất. Ví dụ như là ghế ngồi thì vẫn đảm bảo là những người nặng khoảng 1 tạ hoặc là hơn nữa vẫn có thể ngồi thoải mái. Vậy thì nhà thiết kế sẽ điều chỉnh cái gì? Đầu tiên chúng ta hãy để ý này, độ dày của cánh cửa có thể sẽ điều chỉnh giảm nhẹ, sẽ mỏng hơn khoảng một vài cm so với xe hạng C. Tiếp đó là cái khu vực điều khiển trung tâm, bao gồm cả cái hộc chứa đồ tích hợp tì tay, sẽ được điều chỉnh thu hẹp lại khoảng một vài cm so với xe hạng C. Với việc điều chỉnh khôn khéo như vậy thì chúng ta vẫn cảm thấy là cái không gian sử dụng ở hàng ghế trước vẫn thoải mái mà không ảnh hưởng quá nhiều. Không gian ở hàng ghế thứ hai có thể là yếu tố mà chúng ta có thể sẽ bị nhầm lẫn. Chúng ta sẽ nghĩ rằng là xe hạng B thì nó sẽ chật hẹp hơn xe hạng C, nhưng hóa ra đôi khi không phải là như vậy đâu. Quý vị hãy nhìn đi, cực kỳ rộng, khoảng 25cm. Và theo đánh giá của chúng tôi, khi mà chúng tôi điều chỉnh ghế lái phù hợp với tư thế và thói quen lái xe của mình thì độ rộng ở hàng ghế thứ hai trên chiếc xe này rộng hơn tới khoảng nửa gang tay so với Mazda CX-5
Và đây chính là yếu tố mà chúng tôi thực sự cảm thấy rất bất ngờ với một chiếc xe hạng B. Một yếu tố mà chúng ta không thể phủ nhận đó chính là khoang hành lý tiêu chuẩn của xe hạng B thường là thua thiệt hơn so với xe hạng C. Cụ thể là độ sâu khoang hành lý của xe hạng C thường dao động khoảng từ 95 đến 100 cm. Nhưng mà trên chiếc xe này thì độ sâu khoang hành lý chỉ khoảng 77 cm. Như vậy là kém hơn so với một số dòng xe hạng C khoảng một gang tay. Tuy nhiên thì kích thước khoang hành lý này cũng đủ để cho một gia đình trong một cái kỳ nghỉ cuối tuần hoặc là đi dài ngày hơn. Và trên chiếc xe này thì còn có một yếu tố đặc biệt độc đáo trong phân khúc, đó chính là cách gập ghế. Gập ghế có thể theo 3 cách, đó là cách gập tiện dụng, xếp vật dài hoặc là xếp vật cao. Và đây khi mà chuyển sang chế độ xếp vật cao thì chúng ta có thể xếp được những cái vật cao tới khoảng 1m2, ví dụ như là một cái bồn hoa chẳng hạn. Yếu tố mà bất kỳ ai đi mua xe cũng xem rất kỹ đó chính là nội thất. Xe hạng B thì mức giá cần phải điều chỉnh một cách hợp lý, cho nên là nhà sản xuất sẽ phải tính toán rất kỹ, chọn cái nọ mà không chọn cái kia, hoặc là ưu tiên cái nọ và giảm nhẹ cái kia. Bên trong nội thất, mặt bằng chung là chất liệu đôi khi không được như mong đợi. Với xe hạng B, đôi khi chúng ta nên chấp nhận là ghế nỉ hoặc là ghế da với chất lượng không thể bằng hạng C. Ví dụ như là với chiếc xe này, quý vị nếu không thích ghế nỉ thì có thể dễ dàng bọc ra. Những điểm mà chúng tôi hài lòng nhất chiếc xe này đó chính là màn hình giải trí kích thước là 8 inch, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Độ sáng hay là độ nét màn hình ở mức độ là đủ dùng. Bây giờ tôi sẽ thử cắm một cái Android Box vào để giải trí và xem bản đồ, xem chất lượng là sao. Đó, bản đồ thì hiển thị sắc nét. Tính năng giải trí thì ở mức độ đủ dùng. Ở dưới này thì điều hòa tự động một vùng. Và điều hòa này có cả chức năng Max Cool. Ở đây thì vẫn có phanh dừng điện tử, giữ phanh tự động. Và đây, rất độc đáo, đó chính là hỗ trợ đổ đèo. Đây thì có 3 chế độ vận hành: Eco, Normal và Sport. Và trên chiếc xe này thì yếu tố rất độc đáo và giá trị đó chính là lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Đây chính là cái chi tiết mà có lẽ là nhiều xe hạng C cũng sẽ không có. Ngoài ra thì các tính năng khác nó thể hiện trên đường như thế nào, có gì hơn và kém so với xe hạng C, bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển. Về sức mạnh, nhiều người khi có ý định chọn xe hạng B có thể sẽ băn khoăn hoặc thậm chí là có thể sẽ hiểu nhầm. Nhiều người sẽ nghĩ rằng là xe cỡ nhỏ, máy nhỏ thì sẽ yếu, còn xe cỡ lớn hơn, máy lớn hơn thì sẽ mạnh hơn. Các mẫu xe hạng C mà có máy mạnh hẳn, ví dụ như là Honda CR-V hay là Mazda CX-5 mà phiên bản 2.5 thì đúng là mạnh thật. Tuy nhiên cũng có những mẫu xe hạng B nhưng mà máy cũng rất mạnh. Và đây là chiếc xe mạnh hàng đầu trong số những mẫu xe mà trang bị động cơ 1.5 lít nạp khí tự nhiên. Nhưng mà yếu tố quan trọng hơn rất nhiều ảnh hưởng đến khả năng vận hành đó chính là trọng lượng của xe. Cụ thể là trọng lượng của chiếc xe hạng B sẽ nhẹ hơn khoảng 300 kg so với một chiếc xe hạng C. Như vậy là tỷ số công suất trên trọng lượng rất tối ưu. Và kết quả là chiếc xe này mặc dù là máy 1.5 lít nạp khí tự nhiên, một chiếc máy cỡ nhỏ, thế nhưng mà khả năng tăng tốc thì lại khá ấn tượng. Cụ thể là tăng tốc từ 0 đến 100 km một giờ chỉ mất khoảng 11,2 giây. Một số xe crossover hạng C trọng lượng tới khoảng 1,6 tấn mà trang bị máy 2.0 nạp khí tự nhiên thậm chí là còn chậm hơn chiếc xe này trong một số những cái pha, ví dụ như tăng tốc hay là vượt xe. Nói đến xe hạng B thì nhiều quý vị có thể nghĩ rằng là trang bị an toàn nó sẽ nghèo nàn. Thì đúng là một số phiên bản của một số dòng xe hạng B trang bị an toàn nghèo nàn thật. Honda HR-V phiên bản G là phiên bản thấp nhất trong dòng HR-V. Tuy nhiên thì chiếc xe này về trang bị an toàn thậm chí là còn dồi dào hơn, đầy đủ hơn so với một số dòng xe hạng C. Sở trường của hãng này là hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing mà chúng tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị khá là nhiều lần. Gói công nghệ này bao gồm 6 công nghệ tiên tiến, quý vị có thể nhìn thấy danh sách trên màn hình. Và trang bị mà chúng ta có thể sử dụng thường xuyên lái xe hàng ngày đó chính là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp, có tính năng giữ khoảng cách với xe phía trước. Và chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái cho dù là di chuyển trên cao tốc hay là di chuyển ở trong phố. Ngoài ra khi mà di chuyển trên xa lộ với những vạch kẻ đường rõ ràng thì còn có hệ thống giảm thiểu chệch làn đường, cũng can thiệp hết sức là nhẹ nhàng và êm dịu. Bên cạnh đó thì hệ thống hỗ trợ giữ làn đường của chiếc xe này còn có tính năng định tâm làn đường, cũng giống như là một số dòng xe khác của Honda. Và đây chính là tính năng mà hỗ trợ rất đắc lực khi mà chúng ta di chuyển trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ liên tục kiểm soát để cho chiếc xe luôn luôn đi giữ làn đường. Và đây chính là một trong những cái điểm khác biệt so với một số dòng xe khác cỡ lớn hơn mà cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Ngoài ra khi mà di chuyển trong phố thì một trong những tính năng chúng ta cũng cảm thấy hữu dụng đó chính là hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành.
Khi mà di chuyển vào ban đêm thì người lái gần như là không phải lo lắng đến chuyện điều khiển đèn, bởi vì là hệ thống đèn pha thích ứng tự động sẽ đảm nhiệm tất cả. Ngay khi mà phát hiện thấy xe đối diện thông qua đèn chiếu sáng hoặc là xe cùng chiều thông qua đèn hậu thì hệ thống sẽ nhanh chóng chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần để không làm lóa mắt xe ngược chiều. Và đây chính là một trong những tính năng mà chúng tôi đánh giá là không chỉ nâng cao sự an toàn mà còn thể hiện cái sự văn minh trong quá trình lái xe. Những trang bị an toàn mà chúng tôi vừa mới chia sẻ rõ ràng là đã rất phổ dụng trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên là không phải mẫu xe hạng C nào với mức giá đắt hơn cũng có. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trao đổi về đề tài lựa chọn xe crossover hạng B dành cho gia đình. Và lựa chọn một chiếc xe như Honda HR-V phiên bản G dành cho gia đình thì có những điểm mà chúng ta sẽ cảm thấy không thực sự thỏa mãn. Nhưng mà sẽ có những điểm mà phục vụ tốt cho gia đình, đơn cử như là không gian khoang sau, sức mạnh động cơ và đặc biệt là rất tiết kiệm chi phí sử dụng. Trang bị an toàn thì thậm chí là còn trội hơn so với một số dòng xe hạng C mà phiên bản thiếu. Chính vì vậy mà với những quý vị mà có điều kiện dư giả về mặt tài chính, chúng ta hãy chọn xe hạng C hoặc là xe lớn hơn để sử dụng thoải mái hơn, đặc biệt là khi di chuyển đường trường. Còn những quý vị mà đủ tiền để mua xe hạng B, nhu cầu đi lại thì chủ yếu trong phố hay là những cái chặng vừa phải, thì chúng ta hãy cứ cân nhắc xe hạng B. Chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ và quyết định, và không nhất thiết là phải cố, mà chúng ta vẫn có thể hoàn toàn hài lòng với cái nhu cầu của mình. Và điều này có thể lý giải vì sao ở một số nước trong khu vực hoặc là trên thế giới, người tiêu dùng rất thực dụng và điều kiện giao thông rất tốt, thì rất nhiều người, thậm chí là tỷ lệ lựa chọn xe hạng B để phục vụ gia đình là rất cao. Tuy nhiên, toàn bộ những chia sẻ trên đây là quan điểm của chúng tôi. Còn quan điểm của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về đề tài ngày hôm nay và về chiếc xe này? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ga.